Dạ, Tùng xin chào quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn. Tùng cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Hiện tại Tùng đang ở dưới bè đó nha. Mấy bữa nay thì bè cá bên đây nè, bè cá của Tùng đã xuất được 1-2 ngày rồi. Hôm nay theo nhiều dự tính thì cũng là ngày cuối, ngày mình xuất hết cá cả nha. Thì Tùng sẽ quay lại một clip kỷ niệm. Với lại cái bè ngoài này thì số lượng nó nhiều hơn. Nó được mười mấy hai chục tấn lận, mười mấy hai chục tấn cá, nên hổng gài thì lúc mà anh em mình xuất cá bán thì Tùng cũng phải phụ với anh em nên không có quay cả nhà xem. Hôm nay thì đến lượt cái bè cá này nè cả nhà. Đây là bè cá mà Tùng có thả một số con cá lăng, rồi cá sủ, rồi cá tây tượng, cá chép, rất là nhiều loài cá chung với cá điêu hồng. Thì những loài cá này là do anh em mình đi săn bắt được á. Thì những con nào mà có những kỷ niệm đặc biệt hoặc là bự bự á thì Tùng sẽ thả vào đây để nuôi kỷ niệm với nó. Thì hôm nay á là tới ngày để mình xuất cái bè cá này rồi. Thì hôm nay Tùng quay một clip chia sẻ đến cả nhà, mong cả nhà xem và chia vui với Tùng nha. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Bơ còn là một lần tháng mấy rồi? Không, anh không biết hết luôn chứ. Không, phải chị, mấy tháng mấy là chị lên đây đổ dầu á. Đâu có xị dầu. Ở đây luôn đi. Ở đây luôn đi. Lên đâu có xị dầu luôn á. Xị dầu luôn á. Dầu xị dầu thì em không có xị phòng viêm á chị. Đâu là không xị dầu thì đâu tốt. Tốt gì luôn á. Thôi em cái gì bự nè. Lấy cái bao đất dặn lên cái góc đó lại. Đó vô cái ăn rồi đó. Thấy con ngậu đi. Đi nè. Đúng rồi. Mày rửa. Đâu đâu đặng nó quay đâu quay cá không. Cá gì cái bự đó đó đó. Đó đó con làm cái bự cá cây bự. Con to đi hả? Cái cửa kìa. Vô đi. Trời ơi. Trời ơi. Mấy cái lăn lùi nhẹ nhẹ thôi. Con cá vừa ố con cá điêu hồng. Cái điêu hồng mở xử gì vậy hả? Đó là cẳng cẳng đó. Cái
câu được vậy mấy người câu luôn. Lụa quá, lụa anh kia. Lụa anh kia. Không lên cãi anh đi. Ôi. Nhây. Chọc chọc ở đây chụp hình nè. Trời ơi. Lụa mấy cá bự qua bển cho ôm thả qua bên kia ra luôn đi. Nè cứu nè, cứu. Cứu nè, mua mẹ đi. Nó khỏe không? Nè, hai ơi. Em còn bông chứ nữa. Giờ này nhìn tháo hết trời rồi. À, cá nào cũng của bụng cho. Vợ chồng mẹ tôi là của tôi chứ không có nói của ai nữa chứ. À đúng rồi, cái này trời ơi. Được cái bớt xong ra cái lăn bự rồi đắp vô đây coi. Đây nè, con ní nè. Đây nè. Rồi cái đầu qua chứ. Thiên nó qua luôn nè. Thiên. Cá anh mua hay có tập tạ mà. Qua đây coi lận. Đâu ơi. Còn không? Biết gì không? Nó bự nè. Lại cái giờ. Này nó ba bự nè. Con mẹ nó ba con bự còn đủ là ba, hai đứa lận lại cá. Rồi chưa? Rồi nè. Nhậu gì nè. Xong nè, là ăn nhậu nè. Bà nội thì đủ bà nữa. Bà nội. Cái gô có khí. Cái gô em hoài ha. Cái gô em nó nhôm dài sắc. Trời ơi trời. Đâu lớn rồi. 36. Cá nó giục ngoài xong đi chị ha. Cá nó có tật là thả đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Về cô lại ăn. À, là tặng cho cá ra là gì đó. Không có tặng kìa. 45. Cá lăn về nè. Cá lăn đen. Cá lăn đen chứ không phải cá lăn vàng. Cái lăng vàng là cá lăng mẹ, cá lăng bắp, cá lăng đen. Rồi, rút cho con á. Đó, phải nhiêu đây chừa lại mơ, chạy lên cân nữa là được rồi. Cát hả? Ôi, cá lăng. Hết hồn. Rồi rồi, bỏ đại vô nằm đi. Chết rồi, chết rồi. Ồ, cái chép. Cái chép. Cái chép. Ồ, kìa, chép xem. Ôi, giống như cái gối ta làm cái chai giống không? Nó rơm á. Đẩy rồi bỏ đi, đẩy rồi bỏ. Trời ơi. Đẩy con nè. Đẩy ra ngoài. Hai cá luôn. Ba con luôn. Cái này cá lăn đen chứ không phải cá lăn nhẹ đâu. Ba con là coi. Không sáu bảy con. Ba con gì ha? Đây nè. Thả ra có hai con á. Đó còn đó hai con nữa kìa. Con chua hết nãy rồi. Bốn con hả? Bắt hai con luôn. Ừ. Đây nè, ba con nữa. Rồi đổ bển đi. Con cá lăn ngoài kia. Con này không đi. Bỏ vô đó. Đi. Tầm cái vòng kìa. Được, được, được. Ê, rồi bắt cá hai trong đây ra đi nè. Dạ rồi, thì bây giờ công việc bắt cá của anh em mình đã hoàn thành. Sau khi cân cá xong, anh em mình có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn mấy anh em đến để phụ giúp Tùng. Dạ, Tùng xin cảm ơn quý ông bà cô chú, quý anh chị và các bạn đã xem hết video hôm nay. Đây là một video kỷ niệm lần nuôi cá và bán cá đầu tiên của Tùng.
Bây giờ thì video cũng dài rồi cả nhà ơi. Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Tùng và mấy anh chị em hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo.